Đây là một vùng nông thôn yên bình, một người mẹ đang khóc lóc đau đớn, con gái của bà sắp phải đi xa, mà nơi cô bé phải đến có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở về được. Nhưng gia đình họ không có quyền từ chối, bà chỉ đành dặn dò con gái, nếu không trở về được, hãy nhớ lấy tên của bố mẹ. Nhưng bất hạnh đó là, con gái cũng sợ rằng sẽ chẳng còn trở về gặp lại bố mẹ được nữa, bởi vì người mang cô bé đi là lính Nhật, mà chuyện cô bé phải làm sau khi bị đưa đi, đó là làm phụ nữ mua vui, một loại địa ngục trần gian. Kể cả có sống sót mà trở về thì cũng để lại tổn thương cả đời. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim hiện thực chiến tranh, Nô lệ thời chiến. Câu chuyện được phân làm hai dòng thời gian, hiện tại và quá khứ. Bắt đầu từ quá khứ, cô bé này tên là Jung Min, năm đó cô mới 14 tuổi. Những cô bé bị bắt đi làm phụ nữ mua vui giống cô rất nhiều. Có những đứa trẻ bị ép bắt đi giống Jung Min, cũng có những cô bé tưởng rằng đến đây để làm thuê. Bất kể là nghĩ như thế nào thì cảm giác duy nhất của những cô bé cũng chỉ là sợ hãi. Những bé gái ngồi tàu hỏa cả một ngày cuối cùng cũng đến được đích đến. Khi xuống tàu, đập vào mắt họ là một đám lính Nhật. Ánh mắt của bọn họ có lạnh lùng, có tàn nhẫn, cũng có người mang theo nụ cười. Những cô gái được tập trung về một căn phòng. Một người phụ nữ trưởng thành dùng ngữ khí rất ấm áp hỏi họ bao nhiêu tuổi. Một cô gái đáp 16 tuổi. Một cô khác lại nói 15 tuổi. Jung Min thấy thế, tưởng rằng tuổi càng nhỏ, bọn chúng lại càng không có hứng thú. Nhưng ai ngờ được rằng, Jung Min nói xong, ngay lập tức bị đưa đi. Một bác sĩ nam kiểm tra, xác nhận xem cô có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Một người phụ nữ trưởng thành giúp cô tắm rửa sạch sẽ hơn. Cuối cùng, Jung Min bị đưa vào phòng của chỉ huy. Cô bé nghĩ sai rồi, bởi vì cô còn nhỏ tuổi, mới thỏa mãn được dục vọng của đám biến thái này. Phản kháng cũng chỉ đổi lại những trận đánh, cô bé chỉ biết tiếp nhận hiện thực. Đây chính là địa ngục của phụ nữ. Có người hỏi, đàn ông Triều Tiên đi đâu hết rồi? Không phải bọn họ không muốn phản kích, thế nhưng trang bị của họ quá lỗi thời. Cho dù có chủ động tập kích thì cũng khó mà làm gì được quân Nhật, chỉ là cống hiến thêm cho chúng mấy cái xác. Có thể nói, những cô bé này hoàn toàn hết hy vọng. Lính Nhật xếp hàng trước phòng mua vui như xếp hàng đi vệ sinh, một người nối tiếp một người. Nếu cô gái nào xui xẻo còn gặp được vài tên biến thái, không những bị sỉ nhục về tinh thần còn bị giày vò về thể xác. Nhưng trong quân Nhật cũng có vài người lương thiện. Jung Min rất may mắn gặp được một lính mới. Anh ta chỉ giống như chúng ta hồi còn nhỏ, tò mò những thứ này là gì. Anh ta chỉ muốn thử xem phòng mua vui rốt cuộc như thế nào. Nhìn thấy vẻ thê thảm của Jung Min, còn có chút thương xót. Jung Min giống như là em gái của anh ta vậy. Nghe những lời này, Jung Min nói, những người nói như anh rất nhiều, có người còn nói giống mẹ. Người lính mới nghe vậy chỉ cười, muốn hỏi tên thật của Jung Min, nhưng Jung Min chỉ lặng lẽ khóc mà không đáp. Anh ta cũng không tức giận, để cho Jung Min nghỉ ngơi một lúc. Đây là một niềm may mắn tạm thời đối với Jung Min, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thời gian thả lỏng duy nhất của những cô gái này, đó là khi không có khách đến. Bọn họ được tự do ngâm chân bên hồ cạnh doanh trại. Có một cô gái đã bị giày vò đến điên, anh trai của cô bị đám lính Nhật đánh chết trong doanh trại. Từ lúc đó, vì quá sốc, cứ gặp người lính nào, cô cũng gọi là anh. Có lẽ, loại người này ở địa ngục trần gian, điên khùng thì mới bớt đi được chút đau khổ. Những cô gái còn tỉnh táo, không những phải chịu hành hạ về thể xác, mà tinh thần cũng chẳng chống đỡ nổi. Chỉ có điều, chỉ cần không mất hết hy vọng, thì con đường sống vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng mà có hy vọng cũng chưa chắc đợi được đến khi hy vọng trở thành sự thật. Có những cô gái cho dù đến kỳ sinh lý, cho dù có ôm yêu đến mấy, vẫn phải đối mặt với đám lính Nhật tàn ác. Bọn họ bị hành hạ đến mức sống dở chết dở, không có quyền lên tiếng. Kết cục cuối cùng chỉ là chết đi mới được giải thoát. Nếu như bọn họ không may bị nhiễm bệnh, hoặc là cơ thể không chịu đựng nổi nữa, thứ mà họ phải đối mặt là án tử tàn khốc. Người lính lương thiện ngày đó không nỡ xuống tay tàn nhẫn, dù hành động của anh ta xuất phát từ lòng lương thiện. Nhưng cái thứ lương thiện khác loài trong quân ngũ này, chỉ huy không cần. Anh ta lấy súng, tiễn cậu ta đi cùng những cô gái. Có lẽ, chính hành động này của chỉ huy diệt tận gốc mầm mống lương thiện, chỉ để lại một đám giết người không gớm tay. Jung Min không muốn ngồi đây chờ chết nữa. Lúc ban đầu, dưới sự giúp đỡ của người lính lương thiện kia, cô mới lấy được bản đồ doanh trại. Đêm đến, cô tập hợp mấy cô gái dũng cảm lại. Nhân lúc cô gái điên kia hò hét làm loạn, thành công chạy thoát khỏi nơi địa ngục này.
nhưng còi báo động trong doanh trại đột nhiên vang lên. Có một cô gái không cẩn thận bị lạc ở phía sau, không may bị bắt lại, sau đó bị đánh đập dã man. Sumin đã rời đi rồi, không nỡ bỏ rơi chị em. Nếu như không trở về, sợ rằng cô gái kia sẽ bị đánh chết. Sumin cuối cùng cũng quay lại, cùng với một cô gái nghĩa khí nữa tên là Jong Hee. Dưới hoàn cảnh như thế này mà còn tồn tại tình cảm giữa người với người khiến người ta cảm động không thôi. Những cô bé mười mấy tuổi này so với đám lính Nhật còn nghĩa khí hơn gấp vạn lần. Có người chạy trốn, bọn lính Nhật đương nhiên sẽ phẫn nộ, chỉ huy lôi tất cả các cô gái tập trung lại, hỏi từ người một. Chỉ cần các cô gái trả lời không biết thì chỉ còn cách chịu đánh đập. Có một cô gái không nhẫn nhịn được sự sỉ nhục, đáp lại câu hỏi của chỉ huy bằng tiếng Triều Tiên. Nhưng loại phản kháng này thì có tác dụng gì? Chỉ huy tản nhẫn tát cô gái đó cho đến khi cô gục ngã trên mặt đất. Hắn ta còn dẫm lên mặt cô gái, giống như chúng dẫm cả dân tộc Triều Tiên dưới gót giày. Mặc dù sự phản kháng này dường như chẳng có chút tác dụng nào, nhưng một khi loại cốt khí này vẫn còn, các cô gái vẫn còn đường sống. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của quân Nhật. Chỉ huy nhận được lệnh của cấp trên, không thể không di chuyển. Bọn họ dồn hết các cô gái lên xe, chuẩn bị đưa đến một nơi hoang vu để giết hết tất cả. Đúng lúc này, quân Triều Tiên đột nhiên tập kích, quân Nhật ứng chiến, nhưng vẫn không quên việc hành quyết các cô gái. Nhân lúc hỗn loạn, Sung Min kéo theo Jung Hee chạy thoát, hai người trốn vào một đồng cỏ. Nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, còn ác quỷ vẫn không buông tha cho bọn họ. Tên chỉ huy cầm lưỡi lê trong tay, tiến về phía hai cô gái. Jung Min bị hắn chém bị thương. Vào thời khắc sinh tử, một tiếng súng của quân Triều Tiên vang lên từ phía xa, kết thúc tên ác quỷ này. Hai người thoát được một mạng, nhưng có lẽ Jung Min đã quá ám ảnh bởi những tên lính Nhật. Khi cô quay đầu kiểm tra xem hắn thực sự đã chết chưa, thì cũng là lúc cô mãi mãi phải chôn mình nơi đất khách. Trên đây là dòng thời gian ngược về quá khứ, sau chiến tranh, thời gian tiến về hiện tại. Ở một vùng nông thôn Triều Tiên, người dân ở đây có một tập tục, đó là gọi hồn về quê hương, để những người chết trên đất khách được siêu thoát. Cô gái may mắn trở về quê nhà Jong Hee, hiện giờ đầu đã ai thứ tóc. Bà đến tìm pháp sư để gọi linh hồn của Jung Min trở về quê hương. Khi nghi thức được bắt đầu, linh hồn của Jung Min nhập vào người thầy cúng. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, Jung Hee cảm thấy dường như Jung Min đang đứng trước mặt mình. Nhớ lại những ký ức đau đớn trước đây, Jung Hee trào nước mắt. Năm đó, bà bỏ Jung Min nằm lại nơi đất khách, khiến linh hồn của cô cứ mãi phiêu dạt. Jung Min không trách bà. Những gì Jung Hee vì Jung Min mà làm, hôm nay coi như kết thúc cho tất cả mọi chuyện. Tiếng gọi hồn không ngừng vang lên, Jung Min bắt đầu nhảy múa điệu nhảy của quê hương. Bọn họ như đang lướt qua chiến trường, nơi đó đã thành mồ chôn tập thể. Sau đó, linh hồn Jung Min lướt qua cánh đồng hoang, đến nơi mà mình đã chết. Linh hồn của cô cuối cùng cũng được đưa về nhà. Cô thấy người mẹ mà mình ngày đêm mong nhớ, cơm canh đã được bố chuẩn bị sẵn. Ông dịu dàng cất tiếng gọi Jung Min về ăn cơm. Cô bé lao vào vòng tay của bố mẹ, cả nhà cùng ăn cơm, tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc. Bộ phim đến đây là hết.